mừng mọi người đến với kênh Kinh Thức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại đây mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin hấp dẫn nhất, những phần tin thú vị nhất và những phần tin gọi là bổ ích nhất trong năm nay. Và cả nhà nhớ xem hết video nhé, bởi vì càng về sau thì những tin tức á nó sẽ càng hấp dẫn hơn, càng thú vị hơn và những tức quan trọng cũng như là nóng ở trên thế giới hơn nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta bắt đầu đến với phần tin đầu tiên trong ngày hôm nay nha mọi người. Ukraine muốn phương Tây viện trợ vũ khí gấp 10 lần hiện nay. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Menin kêu gọi phương Tây tăng viện trợ quân sự gấp 10 lần nhằm giúp nước này chấm dứt xung đột với Nga. Chúng tôi rất biết ơn các đồng minh vì những hỗ trợ quân sự của họ, nhưng chúng tôi vẫn chưa đủ. Ukraine còn gấp 10 lần như thế để chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong năm nay. Thứ trưởng Menin viết trên mạng xã hội Twitter ngày 22 tháng 4, ông kêu gọi phương Tây vượt qua mọi lần ranh đỏ giả tạo, ám chỉ tâm lý do dự của một số đồng minh trong việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí mạnh mẽ. Ông cũng thúc giục các nước đồng minh chi 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho nỗ lực viện trợ vũ khí. Với chỉ riêng Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, con số này tương đương 39 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Ukraine cho rằng số tiền trên vẫn là rất nhỏ so với chi tiêu của quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Theo Menin, đến nay, các quốc gia đồng minh đã hỗ trợ Ukraine tổng cộng khoảng 55 tỷ đô la. Trong khi đó, tướng Mark Milley, quan chức quân đội hàng đầu Mỹ, cho biết Washington và các đồng minh không thể trao cho Kiev viên đạn bạc giúp họ đánh bại Moscow, lãnh đạo Lầu Năm Góc. Lawyer Austin cho hay thứ Ukraine cần nhất hiện tại là các hệ thống phòng không triển khai trên bộ. Các quan chức phương Tây và Ukraine gần đây nhiều lần đề cập đến khả năng triển khai một cuộc phản công quy mô lớn. Giới chức Ukraine từng tuyên bố quân đội nước này có thể phản công trên nhiều hướng và kỳ vọng năm 2023 mang lại những thay đổi tích cực cho họ. Dù vậy, một số chuyên gia phương Tây đánh giá với nguồn lực hiện tại, Ukraine khó giành chiến thắng mang tính quyết định và thay đổi cục diện chiến trường. Họ cũng nhận định không có gì đảm bảo Ukraine lặp lại kỳ tích như trong đợt phản công tháng 9 năm 2022, giúp họ tái kiểm soát khu vực rộng lớn ở tỉnh Kharkov. Tin tiếp theo, quan chức EU kêu gọi tuần tra eo biển Đài Loan. Joseph Borrell, quan chức cấp cao EU, kêu gọi tuần tra eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của châu Âu đối với tự do hàng hải của khu vực. Đài Loan có ý nghĩa đối với chúng ta về kinh tế, thương mại và công nghệ, ông cho hay. Đó là lý do tôi kêu gọi Hải quân châu Âu tuần tra eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của chúng ta đối với tự do hàng hải ở khu vực hết sức quan trọng này. Bình luận của Borrell, quan chức EU phụ trách chính sách đối ngoại, được đưa ra trong một bài viết trên tờ báo Pháp Journal du Dimanche đăng ngày 23 tháng 4. Nó lặp lại quan điểm ông từng nêu vào tuần trước, nhấn mạnh tầm quan trọng của Đài Loan đối với châu Âu. Trung Quốc hai tuần trước tiến hành một cuộc tập trận quân sự kéo dài 3 ngày xung quanh Đài Loan, nhằm phản ứng cuộc gặp giữa lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 18 tháng 4. Trong bài phát biểu khai mạc buổi tranh luận về Trung Quốc tại Nghị viện châu Âu, Borrell nhấn mạnh Đài Loan chắc chắn là một phần trong vành đai địa chiến lược của EU để đảm bảo hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu tháng đã nói rằng châu Âu không nên đi theo Mỹ hay Trung Quốc về vấn đề Đài Loan nhằm tránh bị vướng vào khủng hoảng không phải của mình. Bình luận của ông đã vấp phải chỉ trích từ một số chính trị gia của cả Mỹ và EU. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai hòn đảo. Tin kế tiếp, G7 cáo buộc Nga vũ khí hóa lương thực. Các bộ trưởng nông nghiệp G7 ngày 23 tháng 4 kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngũ cốc Ukraine, nói rằng Nga vũ khí hóa lương thực để gây sức ép chính trị. Trong thông cáo sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Miyazaki, Nhật Bản, các bộ trưởng nông nghiệp G7 đã công nhận tầm quan trọng của thỏa thuận, nhấn mạnh nhóm ủng hộ mạnh mẽ việc gia hạn, thực hiện đầy đủ và mở rộng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Chúng tôi lên án những nỗ lực của Nga trong việc sử dụng lương thực như một phương tiện gây bất ổn hay công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời tái khẳng định cam kết hành động đoàn kết và hỗ trợ những ai bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc Nga vũ khí hóa lương thực, thông cáo có đoạn. Thông cáo đồng thời cho biết các thành viên G7 sẵn sàng hỗ trợ phục hồi và tái thiết Ukraine, trong đó có cung cấp kiến thức chuyên môn về rà phá bom mìn trên đất nông nghiệp và phục vụ cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Cho Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, thỏa thuận được ký kết tại Istanbul ngày tháng 7 năm ngoái, cho phép Ukraine xuất khẩu hơn 27 triệu tấn ngũ cốc từ một số cảng ở Biển Đen. Thỏa thuận ban đầu có thời hạn 120 ngày,
sau đó được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11 năm 2022. Trong cuộc họp đàm do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức ngày 18 tháng 3, Nga và Ukraine đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày. Nga gần đây phát tín hiệu rằng họ có thể sẽ không gia hạn thỏa thuận sau ngày 18 tháng 5 vì danh sách các yêu cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Moscow đã không được đáp ứng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York trong tuần này. Tin thứ tư, bà mẹ đẩy xe nôi chạy marathon gây sốc mạng Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng Trung Quốc thích thú trước cảnh tượng một phụ nữ vừa chạy marathon vừa đẩy xe nôi chở đứa con 6 tháng tuổi của cô. Người phụ nữ họ Liêu, ngoài 30 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đã mất 2 giờ để cùng con trai hoàn thành 13 km trong cuộc đua marathon mini diễn ra hôm 6 tháng 4 theo Bailu Video. Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, Liêu vừa chạy vừa chiếc xe nôi di chuyển bên cạnh cô. Suốt hơn 120 phút, con trai cô ngồi yên trong chiếc xe nhìn mẹ chạy. Liêu rất mê thể thao, nhưng đây là lần đầu tiên cô chạy marathon kể từ khi con trai chào đời. Mặc dù có thêm thử thách, cô cho biết bản thân không lo lắng vì cô đã quen với việc để con trong xe nôi và đi bộ hay tập chạy bộ thể dục. Liêu cho hay cô sợ nguy cơ xảy ra va chạm với những động viên khác khiến con trai bị thương. Vì vậy, cô phải chờ đến khi tất cả các mọi người xuất phát mới bắt đầu chạy. Cô hoàn thành quãng đường một cách dễ dàng mặc dù phải dừng lại 2 lần để cho con trai bú. Liêu cho hay ban tổ chức sự kiện cùng các tình nguyện viên đã hỗ trợ cô rất nhiều và khán giả luôn cổ vũ nhiệt tình khi cô và con trai chạy qua. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, Liêu nói. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã bị cuốn hút bởi câu chuyện, dành nhiều lời khen ngợi cho Liêu. Cậu bé chỉ việc nằm đó và chờ chiến thắng, mọi người bình luận. Khi đứa trẻ lớn lên, cậu bé có thể tự hào vì đã tham gia một cuộc chạy thi marathon dù ít tuổi như vậy. Người khác nhận xét, cô ấy thật dũng cảm, một người ca ngợi Liêu. Hãy nhìn đứa bé lặng yên trên cả hành trình, gia đình hẳn phải có cách nuôi dạy con rất tốt. Và bây giờ cũng đã đến bản tin cuối cùng rồi. Cũng như từ tường lệ trong các tin tức khác thì bản tin cuối cùng ngày hôm nay là bản tin thú vị nhất, cũng như là hay nhất, cũng như hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay nha mọi người. Và bây giờ để biết được á, bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là bản tin thú vị, hấp dẫn như thế nào, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Nhật nêu kịch bản bắn hạ tên lửa Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Hamada lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ tên lửa hoặc vệ tinh do thám Triều Tiên nếu nó rơi vào lãnh thổ Nhật. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay ra tuyên bố cho biết Bộ trưởng Yasukazu Hamada đã lệnh cho lực lượng phòng vệ thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết trước bất kỳ lệnh phá hủy tên lửa đạn đạo hoặc các lễ khác như vệ tinh do thám. Lệnh có thể được thực hiện với sự chấp thuận của Thủ tướng. Công tác chuẩn bị bao gồm triển khai tổ hợp phòng thủ tên lửa mặt đất Patriot Pad 3 tới tỉnh Okinawa ở miền Nam, cũng như các tàu khu trục Azerix được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 tới vùng biển xung quanh Nhật Bản. Chưa quốc gia nào từng bắn hạ tên lửa Triều Tiên. Dù Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ thử vũ khí, đó có lần phóng tên lửa bay qua Nhật Bản hồi tháng 10 năm ngoái, Tokyo giải thích họ không thực hiện các bước để phá hủy tên lửa đó vì đánh giá nó không rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đầu tuần này tuyên bố Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc. Ông cũng yêu cầu phát triển nhiều vệ tinh do thám để thúc đẩy khả năng giám sát của đất nước. Lần gần đây nhất phóng vệ tinh là vào ngày tháng 2 2016, sau Nhật Bản cho rằng đây thực chất là vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tokyo yêu cầu tất cả khu vực Agarik và đơn vị Pad 3 bắn hạ nếu đánh giá bộ phận tên lửa rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa trong năm nay, gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vũ khí tầm ngắn. Hôm 13 tháng 4, Triều Tiên phóng Hwasong-18, đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn sau nhiều năm phát triển công nghệ này. Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên, tháng trước cảnh báo bất kỳ động thái nào của Mỹ hoặc các nước khác nhằm bắn hạ một trong những vũ khí chiến lược của họ trên vùng biển quốc tế đều sẽ bị coi là lời tuyên chiến. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang có những động thái leo thang nhằm phát động cuộc chiến tranh xâm lược khi đề cập đến loạt cuộc tập trận chung gần đây. Triều Tiên cảnh báo các động thái của Mỹ, Hàn có thể buộc Bình Nhưỡng xem xét đến hành động thực tế mạnh mẽ, trong đó có biện pháp quân sự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình
đăng video cho mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.